Mình xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một chủ đề rất là hay, đó là cách trị bệnh khảm trên cây khoai mì. Thì đối với bà con nông dân là trồng cây khoai mì thì bệnh khảm là một trong những bệnh gọi là khó trị nhất và hầu như không trị được. Thì mình làm video này, mình chia sẻ những cái kiến thức mà mình có được và những cái thực nghiệm mà mình đã xử lý thuốc. Thì trước tiên thì mình xin chia sẻ về cái nguyên nhân mà gây ra bệnh khảm. Tác nhân chính gây bệnh khảm khoai mì này á, là nó do virus cả ha. Do virus mà cái trung gian truyền bệnh đó là con bọ phấn trắng, như ở trên màn hình các bạn thấy đó. Ở đây là con bọ phấn trắng là cái trung gian truyền bệnh, nó sẽ chích hút từ những cây khoai mì đã bị nhiễm virus rồi. Mà một câu hỏi là những cái khoai mì đó vì sao bị nhiễm virus, đó là nó bị từ cái hom giống các bạn đó. Rồi khi nó phát triển lớn lên thì virus đã ở trong thân cây rồi, thì các anh bọ phấn trắng này nó chích hút từ những cây bệnh, xong rồi ảnh lại qua ảnh chích những cây lành, thì những cây lành cũng sẽ bị luôn. Và đây là một số cái hình minh họa mà mình đã xử lý, đã chụp, đã chụp cận cảnh để các bạn thấy được là cái biểu hiện của bệnh khảm như thế nào. Thì cái mà dễ nhất khi các bạn quan sát đó là cái lá của cái khoai mì các bạn ha, nó sẽ khác thường so với những lá còn lại trong cây. Nó có thể rủ xuống như vậy, nó sẽ nhăn giống như bị bọ chỉ, bị rầy chích. Nhưng mà đặc biệt nó sẽ có xen lẫn những vết vàng và vết xanh ở gân lá, nó cũng bị nhăn nhúm. Phiến lá thì không còn thẳng. Nhìn vào chúng ta có thể hình dung được ngay nó có một cái dấu hiệu bất thường. Và đây là cái hình mà mình quay gần lại, các bạn thấy không? Với những cái phiến lá nó bị cong vênh đi, cong vênh, nó bị biến dạng. Và khi mà chúng ta dùng cái tay chúng ta rờ vào thì chúng ta cảm giác được nó sẽ dày hơn bình thường. Cây bị bệnh virus, bị bệnh khảm thì thường thường nó sẽ thấp lùn và nó xuất hiện những cái vết khảm trên cây. Các bạn thấy, các bạn nhìn kỹ và sẽ vết khảm nó màu trắng, màu vàng, xanh hoặc là màu xanh vân vân. Từ như vậy thì nó sẽ làm cho giảm năng suất. Nếu mà chúng ta phát hiện bệnh sớm thì chúng ta có cách xử lý thì chúng ta sẽ giữ được năng suất, còn nếu không thì giảm năng suất hoàn toàn rồi ha. Và đây là một cái hình minh họa tiếp theo mà mình muốn các bạn xem nữa, để bạn thấy được đó là những triệu chứng, thì sau này chúng ta có thể dễ dàng nhận biết hơn. Đối với cái bệnh virus này các bạn, thì chúng ta phòng ngừa ở giai đoạn càng sớm thì càng tốt. Đặc biệt đó là giai đoạn từ lúc mà dạng hom giống đến dạng cái con. Vì cái tác nhân trung gian truyền bệnh đó là rầy, nên chúng ta sẽ xử lý xử lý cái thuốc là siêu chích rầy, chúng ta cộng với Maxima để cho nó lan chảy, nó bám dính. Thì chúng ta đặc biệt là tập trung vào giai đoạn 25 ngày, 50 ngày, 70 ngày sau xuống giống. Những giai đoạn này là rầy nó phát triển và nó thông nhiều nhất. Và ngoài cây khoai mì đó các bạn, thì con bọ phấn trắng hay là phấn trắng này á, nó cũng tấn công ở một số loại cây khác đó. Vì những loại cây này là ký chủ của bọ phấn trắng, ví dụ như cây bầu bí, là thuốc lá, bông vải, cà chua, khoai tây ớt ha. Vì vậy cách phòng và cách trị bệnh trên những loại cây mình vừa nêu tên các bạn cũng áp dụng được với công thức mình chuẩn bị chia sẻ. Và cặp thuốc mà hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn là cặp để trị cái bệnh khảm này, đó là thuốc Elgarin cộng với tẩy sạch khuẩn các bạn ha. Chai Elgarin thì 200ml, gói tẩy sạch khuẩn thì 200g. Chúng ta phối một chai một gói này cho 200 lít nước, chúng ta phun 5 ngày, chúng ta phun 5 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày. Ở những cái vườn mà bị nhẹ, các bạn phun 3 lần thôi cũng được. Từ giai đoạn hom đến giai đoạn cây con. Còn những cái vườn bị nặng thì chúng ta có thể thêm 2 lần nữa là 5 lần. Thì các bạn cứ pha theo liều lượng như vậy và phun như mình chia sẻ, thì cái hiệu quả nói chung là diệt trừ nó sẽ trên 70%. Chúng ta sẽ cứu lại được 70% năng suất của cây. Video mình chia sẻ này là hết, mình xin cảm ơn các bạn dành thời gian theo dõi.